Thưa quý vị, mặc dù hoạt động kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ tài chính, fintech, viễn thông, dịch vụ, công nghệ thông tin hay là thương mại điện tử, tuy nhiên thực tế thì đang đối diện với một số khó khăn vướng mắc. Đáng chú ý, trong giai đoạn vừa qua, một dịch vụ của thương mại điện tử là logistics đã không được quản lý đồng bộ. Đâu đó ở mỗi địa phương còn manh mún dẫn đến đứt gãy trong lưu thông hàng hóa. Những hạn chế cùng đề xuất giải pháp đã được nhiều ý kiến nhấn mạnh tại tọa đàm cấp cao với chủ đề Kinh tế số chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới diễn ra sáng hôm nay. Tại buổi tọa đàm, đại diện của Hiệp hội Thương mại điện tử nhấn mạnh, dù được đánh giá là phát triển trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, song các doanh nghiệp thương mại điện tử vẫn gặp một số khó khăn. Điển hình như Shopee, dù nhận được nhiều đơn đặt hàng song doanh nghiệp không thể cung ứng đến tay người tiêu dùng do việc thực hiện giãn cách xã hội tại các địa phương. Thực ra thương mại điện tử nó ở trên online nhưng mà offline ở dưới đất cũng rất là quan trọng, tại vì mua bán ở trên mạng cho tốt nhưng mà đến lúc không giao được hàng đến tay người tiêu dùng là một cái thử thách rất là lớn. Một sự thật là Shopee đang có rất nhiều lượng traffic, tức là những người đến với Shopee, có rất nhiều những cái nhà kinh doanh đến với Shopee. Nhưng mà chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn để cung ứng những cái dịch vụ này đến người tiêu dùng. Là cái cầu nối nó đang bị đứt gãy một cách tương đối là nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ những ý kiến mong muốn của mình đối với cơ quan nhà nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Đối với kinh tế số thì là cái tốc độ rất là nhanh. Do vậy rằng là khi mà các chính sách được đưa ra thì Tiki cũng hy vọng rằng là sẽ có các cái hướng dẫn rất là nhanh theo đó để doanh nghiệp có thể là không bị lạc lối hoặc là không bị hiểu sai về mặt chính sách. Nên đẩy mạnh cái hợp tác công tư giữa chính phủ và các doanh nghiệp để mà vận dụng nền tảng kỹ thuật, công nghệ đi vào. Thứ nhất là vừa duy trì những cái hoạt động chống dịch và thứ hai để đẩy mạnh được cái hoạt động kinh tế số. Mong muốn được cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong vấn đề thủ tục cấp giấy và các vấn đề hành chính tương tự. Đó là những tồn tại không phủ nhận và đã được Ban Kinh tế Trung ương, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương ghi nhận cùng những cam kết sẽ đưa vào những văn bản tham mưu, phân tích kịp thời đến các cấp quản lý cao hơn. Trong thời gian đại dịch vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các địa phương có những chính sách khác nhau. Tức là một chính sách ở trên nhưng mà ở dưới là có những cái việc mà vận dụng khác nhau. Thì đây cũng sẽ là những cái khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân. Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì chính phủ cũng sẽ cải cách cái việc này và sẽ có cái sự thống nhất cho cái việc quản lý cũng như là xử lý cho cái tình huống trong thời gian tới. Giải pháp quan trọng nhất đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là phải hoàn thiện các cái thể chế chính sách, đặc biệt là tạo thuận lợi nhất cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển các cái mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Thứ hai là các cái chính sách phải có cái sự nhất quán, đồng bộ để tạo cái thuận lợi nhất cho các hệ thống doanh nghiệp. Sự kiện kinh tế số chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cùng tổ chức.